Hai bộ phận chăm sóc kỹ khi tắm, cơ thể vô cùng biết ơn bạn, nhưng mà ít người để ý. Thứ nhất đó là nách. Vùng nách làm cái bộ phận tương đối quan trọng. Bộ phận này không chỉ là nơi chứa nhiều tuyến mồ hôi, mà còn có nhiều mạch máu, dây thần kinh và mô bạch huyết. Việc làm sạch, xoa bóp vùng nách hai bên trong khi tắm có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu, chống lão hóa. Ngoài ra ở nách có huyệt cực tuyền. Huyệt này thì liên hệ trực tiếp với tim. Cái động tác mà xoa bóp vùng nách sẽ giúp cải thiện chức năng tim và phổi của chúng ta hiệu quả, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và là biện pháp bảo vệ sức khỏe vô cùng đơn giản. Vùng thứ hai đó là bắp chân. Bắp chân là cái nơi nâng đỡ trọng lực của cơ thể. Một cái lượng lớn máu trong cơ thể sẽ tập trung ở phần thân dưới. Bắp chân nhận máu từ trên vận chuyển xuống dưới, nâng đỡ trọng lực của cơ thể hoạt động cả ngày. Nếu có thể xoa bóp bắp chân đúng cách vào lúc tắm, có thể thúc đẩy quá trình máu một cách hiệu quả. Đặc biệt đối với người phải di chuyển với tần suất nhiều trong ngày, việc xoa bóp bắp chân giúp các cơ được thư giãn, tránh